cha. Tía ơi, anh tỉnh rồi kìa tía. Ủa mà hồi nãy anh kêu cha, bữa cha anh đi đâu hả? Ừ, anh đang đi tìm cha. Ông già mày đi lúc mày mấy tuổi? Mày nhớ mà ông không? Mang máng à. Cha nó mà nó nhớ mang máng rồi. Nó lo bản thân nó chưa xong. Không lẽ con muốn sống một cuộc đời trộm cắp giống nó? Tía con ta về miệt dưới, nếu con chịu khổ được, theo ta mãi giỏ kiếm sống. Vì từ nay chú cho con theo chú, khổ cực gì con cũng chịu được. Sướng ghê, thở ra có người nuôi liền. Anh là anh có lộc ăn lắm á nha. Thằng An á, nó dưng người thành yếu nhớt. Mày cố gắng lắm á là sẽ được một phần như tao á. Thằng nhóc bên ngoài lại, tôi nghĩ nó có thể là con của Hải Thành. Anh Hai bị lộ thân phận rồi, chị và thằng An đi đi. Bọn lính lục soát khắp nơi. Nhưng mà tụi tay nó làm cỡ nào cũng không thắng được sứ mình đâu. Lên quân Fontac. Đây là tên võ tông. Là Fontac. Dân mình hiểu đất mình. Dân mình thương đất mình. Đất trời ông bà sẽ che chở cho mình thôi. Thời chiến mà mới thấy đó là mất đó. Cha em và mọi người đều đấu tranh vì vùng đất này, nên nhất định sẽ được vùng đất này che chở. Cha. Nhân ai đi về miền đất phương, trời xanh mây trắng xoay dòng cửu